lộ diện những người chồng đại gia quyền lực nhất showbiz của các sao nữ hải ngoại. Đây đều là những người đàn ông thành đạt và nổi tiếng trong cộng đồng hải ngoại. Đầu tiên phải kể đến Trình Chu, chồng của ca sĩ Hà Phương. Hà Phương là ca sĩ dòng nhạc dân ca trữ tình khá đình đám ở sân khấu hải ngoại. Cô là em gái của ca sĩ Cẩm Ly và là chị gái của ca sĩ hải ngoại gợi cảm Minh Tuyết. Hiện tại, Hà Phương đang định cư ở Mỹ và có chồng là tỷ phú người Mỹ gốc Việt, có tên là Trình Chu. Hiện tại thì gia đình của Hà Phương không chỉ sở hữu khối bất động sản khổng lồ mà còn cả dàn siêu xe khủng. Trình Chu hiện đang là giám đốc quản trị tài sản của tập đoàn Blackstone với những khoản đầu tư từ 250 triệu, khoảng 5.000 tỷ đồng, đến 1,5 tỷ đô la Mỹ, hơn khoảng 31 tỷ đồng. Ở tuổi 44, Trình Chu có tổng tài sản hơn 1 tỷ USD, rơi vào khoảng 21.000 tỷ đồng. Giới kinh doanh người Việt sống tại Mỹ đánh giá, ông là một trong những người thành đạt nhất của cộng đồng hải ngoại. Năm 2008, Trình Chu mua căn hộ tầng 89 và một nửa tầng 90 của tập đoàn Trung Hoa Thao với giá 34,5 triệu đô la Mỹ. Không những vậy, ông còn chi thêm 5 triệu đô la để mua thêm phần không gian trên nóc tòa tháp gồm 34 phòng với 12 phòng ngủ và 16 phòng tắm. Đây là tòa tháp nổi tiếng của tỷ phú bất động sản Donald Trump, ứng cử viên Tổng thống Mỹ, và khách hàng của căn hộ đều là những nhân vật giàu có và tiếng tăm. Năm 2000, trong một chuyến lưu diễn sang Mỹ, Hà Phương đã gặp Trình Chu, cả hai nảy sinh tình cảm dù lúc đó cô đã có người yêu. Tình yêu thì khó có thể nói đúng sai, nhưng ngay từ lần gặp đầu tiên, cả hai đều nhận ra đây chính là một nửa thực sự của mình. Hà Phương chia sẻ, sau khi kết hôn, công việc kinh doanh của ông xã ngày càng phát đạt, Hà Phương cũng lui về chăm sóc gia đình và giúp ông xã. Cô tự nhận mình là một người có cuộc sống viên mãn trong hôn nhân cùng với hai con gái xinh đẹp. Hà Phương có tên thật là Trần Thị Hà Phương, sinh ngày 31 tháng 3 năm 1972 tại Sài Gòn, Việt Nam. Cô là một ca sĩ tự do. Trong ba chị em, Hà Phương là người đi hát đầu tiên, sau đó thì đến lượt Minh Tuyết, rồi đến Cẩm Ly. Dù là cùng một nhà, nhưng họ rất hiếm khi thu âm chung. Liên khúc Lý Cây Đa, Lý Mười Thương là một trong những MV hiếm hoi có sự xuất hiện của cả ba. Cẩm Ly, Hà Phương và Minh Tuyết cũng từng góp giọng trong liên khúc dân ca ba miền. Vào thời điểm này, chất giọng của Hà Phương nổi trội hơn hai chị em của mình. Trong MV Chiếc Xuồng, Hà Phương khiến khán giả thích thú bởi hình ảnh vừa e ấp, lại có chút gì đó rất tinh nghịch. Sau này thì Cẩm Ly cũng thể hiện ca khúc Chiếc Xuồng rất thành công. Hội thiện nguyện Việt Nam Relax Effort ra đời do Trình Chu sáng lập và Hà Phương đã là người phát triển. Hội đã hoạt động cứu trợ nhiều đợt cho quê nhà và trong kế hoạch xây dựng lâu dài đời sống mới, hội đã cất một số nhà thương, trường học, lớp huấn nghệ cho những tầng lớp thiếu điều kiện sinh hoạt. Dũng Taylor, chồng của ca sĩ Thu Phương. Nhân vật thứ hai không thể thiếu chính là Dũng Taylor, chồng của ca sĩ Thu Phương. Với những ca sĩ hay là cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại, thì Dũng Taylor không còn là một cái tên xa lạ. Anh là một ông bầu nổi tiếng, giám đốc của một công ty giải trí, chuyên tổ chức các chương trình ca nhạc dành cho cộng đồng người Việt xa tổ quốc. Còn với khán giả Việt Nam, anh chỉ mới được biết đến khi xuất hiện với tư cách là chồng thứ hai của ca sĩ Thu Phương, sau những sóng gió và trông chênh nơi đất khách quê người mà nữ ca sĩ Hải Phòng đã trải qua. Dũng Taylor là một trong những ông bầu nổi tiếng của thị trường ca nhạc hải ngoại. Ngay từ thời điểm mà Thu Phương mới bước chân sang Mỹ, công ty giải trí của Dũng Taylor đã là một đơn vị chuyên tổ chức các show diễn đình đám và mời các ca sĩ trong nước sang biểu diễn theo diện công tác. Cũng chính vì vậy mà khi hợp tác với Dũng Taylor, Thu Phương đã từng bị 35 nghệ sĩ hải ngoại ký đơn tẩy chay ở thời điểm năm 2005-2006. Tuy nhiên không vì thế mà công việc hợp tác giữa Thu Phương và Dũng Taylor trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật đi xuống. Hiện nay thì Dũng Taylor là một trong những ông bầu mát tay và thành công nhất trong cộng đồng người Việt tại Mỹ. Công ty của người chồng thứ hai của Thu Phương cũng chính là một đơn vị làm ăn uy tín và được nhiều ca sĩ trong nước tin tưởng. Hơn 30 năm lăn lộn trên đất Mỹ, chính Dũng Taylor đã là người đã đứng xa bao bọc, hỗ trợ cho Thu Phương trong giai đoạn mà cô khó khăn, suy sụp và suýt bị trục xuất về Việt Nam. Công việc kinh doanh thuận lợi cũng giúp cho Dũng Taylor có cuộc sống ổn định, khá giả. Hiện tại thì anh và Thu Phương cùng với 4 người con đang ở tại một căn biệt thự ở thành phố Irvine, bang California. Trong một bài viết cách đây không lâu, Dũng Taylor không dám nhận mình là đại gia. Anh khiêm tốn khi cho rằng mình chỉ ở dạng trung và tiểu gia trên đất Mỹ mà thôi.
Tuy nhiên thì có thể khẳng định, ông bầu mang trong mình hai dòng máu Việt Phi này thực sự là một bền đỗ vững chắc về tài chính và ảnh hưởng cho Thu Phương, để giúp cho nữ ca sĩ trăng dưới chân mình vượt qua những lúc khốn khó nhất trên đất Mỹ. Thu Phương sinh ngày 9 tháng 10 năm 1972 tại Hải Phòng, tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thu Phương, là một nữ ca sĩ nhạc nhẹ Việt Nam đương đại. Cô được coi là một trong những giọng ca nổi tiếng nhất Việt Nam từ khoảng giữa thập niên 90, đầu những năm 2000. Cô cũng được công nhận rộng rãi là một trong những nữ ca sĩ Việt Nam có ảnh hưởng trong thời kỳ thập niên 90. Với giọng hát trầm khàn hiếm có, cô đã gặt hái được rất nhiều giải thưởng âm nhạc trong nước vào thời hoàng kim của nhạc nhẹ Việt Nam, thời kỳ làn sóng xanh, và nhận được những đánh giá tích cực cùng với một huy chương vàng cao quý từ Liên hoan nhạc nhẹ Việt Nam toàn quốc được trao bởi Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào năm 1995. Cô có phong cách biểu diễn đa dạng, được biết đến rộng khắp từ ca khúc Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội, Dòng Sông Lơ Đãng và hát song ngữ nhiều bản nhạc nước ngoài đang thịnh hành tới đó. Nổi tiếng hơn cả là Unbreak My Heart, Salala, Coco Jumbo. Thu Phương đặc biệt thành công với những ca khúc về mùa thu và về biển cùng với các sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh. Thời kỳ còn sinh hoạt văn nghệ tại Việt Nam, thập niên 80, Thu Phương là một thành viên hát chính trong ban nhạc rock Tây Hồ, thập niên 90. Cô chính thức trở thành diễn viên của nhà hát tuổi trẻ và xuất hiện bên cạnh người chồng đầu tiên của cô, chính là tay trống của ban nhạc Tây Hồ, Huy MC. Họ đã trở thành cặp đôi vàng của nhạc nhẹ Việt Nam thời kỳ này. Năm 2003, Thu Phương bất ngờ sang Mỹ cư trú. Cô được cho là tự ý rời bỏ đất nước Việt Nam và có những phát ngôn gây tranh cãi về chính trị nên bị tước quyền công dân, mất quyền nghệ sĩ tại Việt Nam. Tuy nhiên thì Thu Phương vẫn giữ và sử dụng hộ chiếu của Việt Nam của mình cho tới khi nhập quốc tịch Hoa Kỳ và trở thành công dân Mỹ vào tháng 5 năm 2008. Cũng trong năm 2008, lần đầu tiên cô được cấp phép về nước biểu diễn trong chương trình Duyên dáng Việt Nam 19. Từ đó cho đến nay, song song với những hoạt động ở hải ngoại, Thu Phương thỉnh thoảng vẫn tham gia các chương trình âm nhạc trong nước. Năm 2014, Thu Phương vinh dự được ông Michel Vaux, thị trưởng thành phố Phan Rang của Ville, thuộc vùng Orange County, tiểu bang California của Hoa Kỳ, trao tặng bằng chứng nhận và vinh danh với những đóng góp vào việc giữ gìn văn hóa Việt Nam tại Hoa Kỳ. Năm 2015, cô là huấn luyện viên của chương trình Giọng Hát Việt mùa thứ 3, cùng với Tuấn Hưng, Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm. Lên sân khấu lần đầu năm 12 tuổi, với chỉ có một trên đời, năm 14 tuổi trúng tuyển vào nhà hát tuổi trẻ. Sau đó thì Thu Phương đi học trung cấp thanh nhạc ở Nhạc viện, tốt nghiệp năm 1990. Được biết đến rộng rãi với những ca khúc Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội của Trần Quang Lộc, Dòng Sông Lơ Đãng của Việt Anh và ca khúc nước ngoài Break My Heart, You Become One. Trời phú cho Thu Phương có một ngoại hình tương đối chuẩn, cao, đẹp và thanh mảnh, chất giọng nữ trung trầm mới lạ, thành công với rất nhiều bài hát đang thịnh hành và được nhiều người yêu thích, đã đưa Thu Phương xuất hiện ở hầu khắp các vũ trường lớn, bé, cả trong Nam và ngoài Bắc, với một phong cách hát đa dạng, từ slow, pop cho đến rap. Thu Phương đã chứng tỏ được sự tinh nhanh trong việc tiếp thu những trào lưu nhạc mới. Diệp Nhi Ke, chồng của Minh Tuyết. Diệp Nhi Ke sinh năm 1976 là cái tên còn khá xa lạ với khán giả Việt Nam. Tuy nhiên thì trong cộng đồng người Việt tại Mỹ, Diệp Nhi được biết đến khá nhiều với vai trò là chồng của nữ ca sĩ hạng A hải ngoại, chính là ca sĩ Minh Tuyết. Minh Tuyết cũng chính là em gái của nữ ca sĩ Hà Phương và Cầm Ly. Diệp Nhi lên xe hoa với Minh Tuyết vào cuối năm 2013. Với sự giàu có của mình, cả hai không ngần ngại bạo chi để tổ chức hai đám cưới ở Mỹ và Việt Nam. Tại thành phố Hồ Chí Minh, đám cưới sang trọng của Minh Tuyết và Diệp Nhi được tổ chức tại khách sạn 5 sao Parkhead cùng với khung cảnh lãng mạn bởi hoa hồng trắng, ánh nến lung linh trong một không gian xa hoa. Chồng của Minh Tuyết là một doanh nhân thành đạt trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại bang California. Anh sở hữu khối tài sản hàng triệu đô cùng nhiều bất động sản có giá trị tại các thành phố lớn. Anh cũng là điểm tựa vững chắc để Minh Tuyết tiếp tục với đam mê ca hát của cô. Tuy nhiên, Minh Tuyết rất ít khi chia sẻ thông tin về người chồng của mình trên báo giới, nên cho đến giờ, thông tin về Diệp Nhi với khán giả Việt Nam vẫn còn rất ít ỏi. Minh Tuyết tên thật là Trần Thị Minh Tuyết, sinh ngày 15 tháng 10 năm 1976 tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô là con gái út trong một gia đình có 6 anh chị em, trong đó có hai người chị là Cầm Ly và Hà Phương, cũng là ca sĩ. Năm 1997, Minh Tuyết sang Mỹ du học ngành thời trang và tiếp tục phát triển sự nghiệp ca hát. Lúc đầu thì cô sống tại San Diego của Los Angeles, sau đó rồi về sống tại Little Sài Gòn cho đến ngày nay. Năm 1998,
Minh Thuyết được một người chủ tiệm nhạc phát hiện ra giọng hát và đã giới thiệu cho công ty ca nhạc tình. Cô được thâu nhận ngay và đã đăng ký độc quyền hát của trung tâm tình. Có tác phẩm đầu tiên mà khán giả ngưỡng mộ là Bờ Bến Lạ, Quán Vắng Một Mình và Lang Thang. Năm 2009, Minh Thuyết trở lại Việt Nam và thực hiện live show riêng trong hai đêm 18 và 19 tháng 12 tại sân khấu Lan Anh, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2013, Minh Thuyết trở về Việt Nam lại một lần nữa để thực hiện live show Minh Thuyết Cẩm Ly để kỷ niệm 20 năm ca hát tại nhà hát Hòa Bình, thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức vào hai tối mùng 1 và mùng 2 tháng 11 năm 2013. Minh Thuyết trở thành người hát chuyên nghiệp từ lúc 17 tuổi khi cô lần đầu tiên xuất hiện hát ở Trống Đồng. Với sự rất say mê về âm nhạc, Minh Thuyết đã đi theo bước chân của người chị Cẩm Ly trở thành người hát chuyên nghiệp. Đầu tiên thì gia đình của cô đã không chấp nhận tại sợ sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của Minh Thuyết. Nhưng về sau, họ đành chấp nhận để Minh Thuyết thực hiện giấc mơ của mình. Trong gia đình của Tuyết có 4 người chị và 2 người anh. Minh Thuyết có năng khiếu âm nhạc từ nhỏ. Vì vậy, cô đã biểu diễn ở ngoài rất nhỏ, đến nỗi cô không nhớ là mấy tuổi. Ba của cô là một nghệ sĩ rất say mê viết nhạc. Hai người chị của cô là hai ca sĩ cũng rất nổi tiếng, là Cẩm Ly và Hà Phương. Mặc dù cả ba đều hay tập hát hay là tập nhảy với nhau hồi nhỏ, nhưng mỗi người đều có một phong cách biểu diễn và hát khác nhau.